Chương 3: Khai thuế, tính thuế. Điều 30: Nguyên tắc khai thuế và tính thuế. 1. Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu của Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế được thực hiện trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và sự thống nhất giữa cơ quan thuế và người nộp thuế theo thỏa thuận đơn phương song phương và đa phương giữa cơ quan thuế người nộp thuế và cơ quan thuế các nước vùng lãnh thổ có liên quan chính phủ quy định chi tiết khoản này